Xin mọi người đừng đọc quyển sách này, bởi vì nó không phải là đề tài văn xuôi thịnh hành hiện nay, như là người chồng cũ, chiến vương, ngày tận thế. Quyển sách này không có đủ loại cảm giác sảng khoái, đừng lãng phí thời gian quý báu của bạn, quyển sách này chỉ đơn giản là nhật ký cuộc sống của một người thế kỷ 21, người này đã trải qua kiểm tra tâm lý, tuổi đã 99, ha <laughs> ha, một ông già lải nhải mà thôi, giống như tấm vải liệm chân của một bà già vừa thối vừa dài tên là mộ chí dài nhất, chỉ cần tôi thở dốc sẽ chọn một số nhật ký có cảm giác cập nhật lên để chia sẻ hình dáng linh hồn của một người, hy vọng đưa cho mọi người một mặt bảo giám thông linh, lấy tôi làm gương không thấy hiền thì nội tỉnh cũng. Chương một Hoặc là bây giờ Nếu không thì vĩnh viễn không Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test Chương 2 Lấy chất luận giá cả bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 3 Chuyên tâm tu luyện. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 4 Chớ chờ không hoa khoảng không gãy nhánh. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 5 Mẹ ta có một chút thay đổi. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 6 Mỗi cá nhân trên người đều có hai cái vương. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 7 Tìm được ngồi trên ngựa lui bước nguyên nhân. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 8 cho mình chăm củi tăng thêm động lực. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 9 Thời gian như nước người như thuyền phu. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 10 Người là cần bị nâng lên. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét.